review cái tài của cái bạn này thì mình review thì mình phao ra nha. Ôi sao đúng rồi, sao bộ mình phiêu rồi mình vữa xong rồi mình cũng phải bào lại cái đầu sần này cho nó sần rồi mình mới đắp bột nha. Vữa cho nó tròn như typical. Powder. Hobo
Thank you.
dưới đèn tới đi sắc kình lên bằng alcohol nha cả nhà. Da khách khô bỏ vô miếng dầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và subscribe với share cho mình nha. Cảm ơn các bạn thiệt là nhiều. Bye bye.